trợ cho lâm sàng, và người ta coi cái hình ảnh á, là cái bóng của sự thật, cái bóng của sự thật chứ không phải là sự thật. Do đó khi mà mình đọc một cái chẩn đoán hình ảnh, lý giải một cái chẩn đoán hình ảnh thì phải luôn đặt nó trong cái bối cảnh của lâm sàng. Mình phải xem một cái hình ảnh nào đó ở trên một bệnh nhân cụ thể, chứ mình không chỉ là xem một cái hình ảnh đơn thuần. Ở trước đây á thì chỉ có X-quang quy ước này, chỉ có X-quang quy ước. Đến năm 58 á thì ông Donna nó đưa siêu âm vào chẩn đoán hình ảnh trong sản phụ khoa. Đến năm 72 á thì có CT ha, và đến năm CT tức là cắt lớp bình tán, và đến năm 80 á thì có MRI tức là cộng hưởng từ. Ngày nay á thì X-quang quy ước nó chỉ còn được sử dụng rất ít thôi, rất ít trong sản phụ khoa, và vai trò nó thì nó ít hơn so với những cái phương tiện khác. Và nguyên lý thì mình có là X-quang quy ước và cái cắt lớp điện toán á, là đều dựa theo trên nguyên lý là tia X. Còn siêu âm á, thì nó dựa trên nguyên lý là sóng âm, tức là cái máy siêu âm nó sẽ phát ra một cái chùm sóng âm, và cái sóng âm này nó sẽ đi xuyên vào các cái vật thể, đi xuyên vào các cái vật thể, các mô trong cơ thể, và nó sẽ có mức độ phản âm khác nhau ở từng cái mô, và cái đầu dò nó sẽ bắt lại những cái âm đó và nó tái tạo lại hình ảnh. Ví dụ những cái mô nào mà nó cho âm nó đi xuyên qua tốt á, thì nó không có phản lại được, nó không phản lại được thì hình ảnh nó sẽ có màu đen chẳng hạn. Cộng hưởng từ thì nó dựa trên nguyên tắc của từ trường và sóng cao tần. Ta sẽ chiếu một cái từ trường có cái dao động thay đổi vào cơ thể, thì những cái phần tử khác nhau trong cơ thể nó sẽ có cái mức dao động khác nhau, và ta sẽ thu lại được cái hình ảnh đó. Và giá trị của X-quang quy ước á, thì X-quang nó tương phản tốt với cái chất khí, với xương, và X-quang thì có thể sử dụng các cái chất cảm quang để làm chẩn đoán dễ dàng hơn nha. X-quang nó có nhược điểm là nó tương phản kém với lại mô mềm, với chất dịch, cho nên là dường như là mình đâu có thấy chụp X-quang những mô mềm đâu, rất là ít nè. Mặc dù mình có thể điều chỉnh cái tia X cho nó mềm hoặc là nó cứng hơn, nhưng mà nó cứng hơn thì đâm xuyên tốt hơn thì nó chỉ thấy xương thôi, còn nếu mà mình muốn thấy một xíu mô mềm á, thì mình có thể là mình chỉnh cái tia X nó mềm hơn thì nó sẽ thấy được một xíu mô mềm nữa, thì nó lại khó thấy xương hơn, do xương nó bị quá sáng. Hình ảnh ba chiều á thì khi chụp X-quang nó chỉ còn hình ảnh hai chiều thôi, cho nên là mình phải có cái óc tưởng tượng á, thì mới đọc được X-quang. Rồi trong sản phụ khoa á, thì X-quang nó bị giảm giá trị do tia X nó gây hại cho thai nhi. Cắt lớp điện toán, ưu điểm của nó là nó tương phản gấp trăm lần X-quang quy ước, và nó có thể đánh giá chính xác cái độ sâu của tổn thương, tại vì nó dựng được ảnh 3D. Về hạn chế thì nó hạn chế trong đánh giá các tổn thương của sọ não ha, ở ổ sâu, và phải tái tạo để có hình ảnh cắt dọc. Nó là những cái hình ảnh cắt ngang thôi, nếu mà muốn cắt dọc thì phải tái tạo lại. Và nó dựa trên nguyên lý của tia X, cho nên là tia X nó cũng có hại cho thai nhi. Và siêu âm thì siêu âm á có ưu điểm là nó chẩn đoán tốt với các tạng chứa dịch và các tạng đặc. Và sóng siêu âm á thì được xem là vô hại với thai nhi. Tuy nhiên thì không nên lạm dụng siêu âm Doppler màu với 3 tháng cuối, với thai mà bé 3 tháng tuổi ha. Thì siêu âm được coi là vô hại, tuy nhiên là sóng siêu âm Doppler màu á thì là một cái sóng mang năng lượng, cho nên là mình cũng không nên lạm dụng. Tuy nhiên siêu âm á là cái phương pháp mà được coi là vô hại, cho nên là cũng không có gì quá lo lắng khi mà sử dụng siêu âm trên thai hết. Nhưng mà nếu mà sử dụng siêu âm Doppler màu á thì mình nên sử dụng ở những tháng cuối thôi. Và nhược điểm của siêu âm á thì nó hạn chế khảo sát đối với các tạng chứa khí chứa xương. Và siêu âm thì nó hạn chế khảo sát đối với vòi trứng, nó rất là mỏng manh,
cho nên đó là khi mình siêu âm mình không thấy được, thì mình chỉ thấy được cái tử cung, thấy cái buồng trứng thôi, ngoài trứng mình không thấy được, cho nên là hạn chế khảo sát. Tuy nhiên là có những cái kỹ thuật khác nhau để giúp mình khảo sát buồng trứng, à cái vòi trứng chứ. Thì trước đây người ta có kỹ thuật đó là HSG, thì cái kỹ thuật này người ta sẽ bơm chất cảm quang vào để mà siêu âm để coi chất cảm quang nó thoát qua vòi trứng như thế nào để khảo sát vòi trứng. Giờ đây thì mình có cái kỹ thuật là HICOSI. HICOSI thì nó tốt hơn HSG tại vì nó sử dụng cái chất cản âm. Trong cái HSG là sử dụng cái chất mà sử dụng cái chất phóng xạ, đồng vị phóng xạ. Còn HICOSI là dùng cái chất cản âm. Thì HICOSI này nó dựa trên nguyên lý của siêu âm cho nên là nó tốt hơn, là tại vì nó không có phát xạ. Và cộng hưởng từ á, ưu điểm của cộng hưởng từ thì nó giúp chẩn đoán tốt các bộ phận như là não, tủy sống, trung thất, bụng, gân, khớp, cơ. Thì nói chung là như vậy. Trong sản phụ khoa thì nó có vai trò rất là quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý của các tạng ở tiểu khung, tức là các cái tạng ở vùng chậu á, ở vùng chậu hay gọi là tiểu khung, thì cộng từ nó chẩn đoán rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì nó phổ lên cái hình ảnh của mô mềm rất là tốt ha. Đối với CT á, thì nó phổ cái hình ảnh của mô mềm không tốt bằng cộng từ. Cộng từ nó lấy được cái hình ảnh mọi chiều theo cầu và nó cho cái hình ảnh toàn cảnh. Và nhược điểm của cộng từ thì cộng từ nó hạn chế khảo sát đối với các tạng chứa khí với xương, và hạn chế khảo sát đối với các cái bệnh nhân mà có dị vật kim loại. Tại vì là cộng từ nguyên tắc của nó là người ta sẽ dùng từ trường, dùng từ trường để phổ ra cái hình ảnh dựa vào dao động của các cái phân tử khác nhau ở trong cơ thể. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà có dị vật kim loại thì nó sẽ làm nhiễu cái từ trường, cho nên là không có khảo sát đối với những bệnh nhân mà có dị vật kim loại được, ví dụ như là có đặt van tim, có gãy xương, có nẹp xương gì đó thì không khảo sát được. Và X quang thì ngày nay ít được sử dụng bởi vì nó gây nhiễm xạ và nó hạn chế trong chẩn đoán, bởi vì có những cái phương tiện khác tốt hơn X quang. Hiện nay trong sản phụ khoa chỉ còn chẩn đoán sử dụng X quang trong cái chụp buồng tử cung, vòi trứng, hysterosalpingography, là tức là cái HSG. Hồi nãy em có nói ha, là mình bơm một cái chất phóng xạ vào và để khảo sát cái chất này nó đi qua vòi trứng như thế nào. Và thứ hai á là chụp quang kích chậu, tức là chụp để xem kích thước khung chậu có phù hợp cho cái chuyện sinh đẻ hay không. Để quyết định cái chuyện là mình sẽ cho bệnh nhân này sanh ngã âm đạo hay là cho bệnh nhân này mổ lấy thai trong trường hợp khung chậu hẹp. Vai trò của siêu âm thì siêu âm là một kỹ thuật tối ưu, nhất là đối với sản khoa. Nó tiện lợi, không hài và rẻ tiền. Siêu âm ở nước ngoài thì mắc tiền là do phải trả công cho bác sĩ siêu âm, còn Việt Nam siêu âm rất là rẻ và hầu như là không gây hại cho thai nhi, cho nên là nó là phương tiện mà được sử dụng rộng rãi. Và người ta ví nó như là con mắt thứ ba của các bác sĩ sản. Nó thông dụng như là chiếc ống nghe của bác sĩ vậy. Mình có nhiều kỹ thuật siêu âm như là siêu âm hai chiều trắng đen. Siêu âm hai chiều trắng đen là siêu bình thường á, siêu âm mà nó không có gì hết, trắng với đen thôi, rồi cắt lát hai chiều. Siêu âm double màu, tức là mình phổ double vào thì mình sẽ thấy được những cái chiều di chuyển của mạch máu trong đó. Siêu âm ba chiều nên gọi là siêu âm 3D, và siêu âm bốn chiều là siêu âm 4D. Bốn chiều là có gì nữa nha? Bốn chiều là có thêm gì nữa anh?
4 chiều là có thêm trục thời gian nữa. À dạ. Tại sao 3 chiều là mình thấy anh tỉnh, còn 4 chiều là thấy có anh động. Dạ, cảm ơn anh. Dù như là những cái sản phụ á, ta siêu âm mà những tháng cuối á, người ta rất là muốn nhìn mặt em bé, thì cái này á, là siêu âm 3 triệu 4 triệu á, là dựa trên những cái lát cắt đơn á, ta sẽ dựng lên cái hình ảnh em bé 3D à, để cho sản phụ ta coi. Cái này là dựa trên hiếu kỳ thôi. Siêu âm qua ngã bụng à, và cái ngã siêu âm á, thì mình có là hai ngã là ngã bụng với ngã âm đạo. Thì mình chọn cái ngã siêu âm nào á là tùy thuộc vào cái mục đích của mình à, tùy thuộc mục đích của mình. Tại không phải hai ngã này nó đều giống nhau, nếu nó giống nhau hết á, thì người ta sử dụng một cái ngã siêu âm thôi, chứ người ta đâu cần phân ra hai ngã chi cho nó phiền. Thì trong siêu âm ngã bụng á thì sóng âm à, tại vì á, ngã bụng với ngã âm đạo á, là hai cái đầu dò khác nhau và phát cái sóng âm mà có tần số khác nhau, và tần số sóng âm khác nhau á, thì nó sẽ cho cái định khác nhau. Cho nên là sóng âm trong siêu ngã bụng á là cái độ phân giải nó sẽ kém, nhưng mà sóng nó đi xa à, sóng nó đi xa nhưng mà độ phân giải nó kém. Thì nó phù hợp cho cái chuyện đó là siêu âm những cái gì đó mà nó quá to, thì mình cần cái chùm sóng siêu âm nó đi xa được, để khảo sát được một cái quang trường nó rộng á, thì mình siêu âm ngã bụng. Còn siêu âm ngã âm đạo á thì cái sóng âm nó đi không có xa, tức là cái vùng mà mình quan sát được nó gần thôi, nhưng mà cái độ phân giải nó lại rất tốt, cho nên nó cần quan trọng khi mình khảo sát một cái gì đó mà cần cái độ phân giải tốt và nhìn ảnh thật là kỹ. Thì thường á là những sản phụ mà chưa có thai, tử cung nó nhỏ, buồng trứng nó nhỏ, thì mình siêu âm ngã âm đạo mình thấy là rõ nhất và chính xác nhất à. Còn nếu trong trường hợp á mà cái tử cung nó bị cái u xơ chẳng hạn, hoặc là u nang nó to, nó vượt ra khỏi tiểu khung luôn, mình siêu âm ngã âm đạo mình chỉ thấy được có một cái khúc ở dưới thôi, còn cái khúc mà nó to lên, nó vượt ra khỏi cái vùng nhìn thấy của siêu âm á, mình không thấy được, thì lúc đó bắt buộc phải siêu âm ngã bụng à, chấp nhận cái trường hợp á, là hình ảnh nó sẽ không có được rõ và đẹp bằng à. Trong lúc mang thai á, những tháng đầu của thai kỳ, thì khi mà thai còn nhỏ, tử cung nó nhỏ, thì mình siêu âm ngã âm đạo mình sẽ thấy hình ảnh nó chính xác hơn à, mình sẽ đo được cái kích thước túi thai à, đo được rất là chính xác. Nhưng mà khi mà thai nó lớn lên, tử cung nó to lên, mà thai nó vượt lên trên bụng, nó lên tới rốn luôn, thì lúc đó mình siêu âm ngã âm đạo mình không thấy được ở trên cái phần trên đó nữa, mình không có nhìn được toàn thể cái thai, thì lúc đó bắt buộc là phải quay qua siêu âm ngã bụng à. Thì hai cái nó có mục đích khác nhau. Rồi cái kỹ thuật mới để khảo sát tử cung mọi trứng, tại vì thực ra siêu âm nó không nhìn thấy tử cung mọi trứng được, đó là kỹ thuật HICO-C ha. Thì nó là siêu âm khảo sát buồng tử cung vòi trứng với chất phản quang EcoVis. Này là kỹ thuật mới và có nhiều nơi thì vẫn đang ngồi xài cái HSG. Về vai trò của CT MRI thì ngày nay á, là CT tức là cắt lên viễn toán, hoặc là MRI tức là chụp cộng hưởng từ á, thì được sử dụng ở nhiều nơi, ở các nước tiên tiến ha, và ở Từ Dũ cũng có luôn à, Từ Dũ cũng có luôn. Thì về sản khoa thì MRI nó được dùng nhiều trong chẩn đoán các cái dị tật bẩm sinh của hệ thần kinh và tim mạch. Còn về phụ khoa thì CT và MRI đều giúp chẩn đoán các bệnh lý vùng chậu à, tức là các cái u u vùng chậu mà mình không nhìn rõ bản chất à, qua siêu âm á thì có thể chụp CT hoặc MRI à. Rồi à, các cái ung thư mà mình muốn chẩn đoán chính xác cái độ xâm lấn của nó để phân giai đoạn á, thì cũng phải dựa vào CT và MRI. Thường á ở vùng chậu á thì MRI nó sẽ tốt hơn à, trong cái việc mà nó khảo sát cái mô mềm ở tiểu khung à, thì nó tốt hơn thì giá nó sẽ cao hơn. Chụp cái CT thì giá nó sẽ thấp hơn cỡ 700 nghìn gì đó, còn cái MRI thì phải cỡ khoảng 3 triệu cỡ cỡ đó. Siêu âm phụ khoa về mục đích thì nó dùng để chẩn đoán các bệnh lý ở tử cung, ở tai vòi, ở buồng trứng hai bên. Tử cung á thì có thể chẩn đoán được các bệnh như là u xơ tử cung nè, bệnh tuyến cơ tử cung, hay là ngày xưa người ta còn gọi là lạc đường mạc tử cung trong cơ tử cung à, không phải xưa đâu, bây giờ ta vẫn gọi vậy, nhưng mà thuật ngữ đúng bây giờ là phải là bệnh tuyến cơ tử cung.
sarcom tử cung tức là ung thư ha, ung thư cơ tử cung, rồi tăng sinh niêm mạc tử cung là những cái bệnh lý mà có thể chẩn đoán qua siêu âm. Thực ra là những cái sarcom á, giữa cái sarcom và cái u xơ nó không có chẩn đoán rõ ràng cho siêu âm được ha. Siêu âm nó chỉ mang tính chất gợi ý thôi, chứ sarcom và u xơ thì cũng phải chẩn đoán qua những bệnh thôi. Còn cái u xơ với cái bệnh tuyến cơ tử cung nè, tăng sinh niêm mạc tử cung nè, những cái này có thể mình thấy qua siêu âm được cũng khá là dễ dàng. Và tai vòi á thì siêu âm có thể chẩn đoán cho tai vòi, áp xe tai vòi, thang ngoài tử cung. Siêu âm á thì khó nhìn thấy cái tai vòi, khó khảo sát cái tai vòi như nãy anh nói á, nếu mà siêu âm á mà muốn nhìn thấy cái vòi trứng á thì phải dùng kỹ thuật hai cosi. Tuy nhiên á là đó là đối với một cái vòi trứng bình thường, cái vách nó mỏng mà nó không chứa gì hết thì mình mới khó thấy. Còn những cái bệnh những cái bệnh như là ứ dịch tai vòi, áp xe tai vòi là này bất thường rồi. Những cái này á thì siêu âm có thể nhìn thấy được. Và thang ngoài tử cung tức là cái vòi trứng bình thường nhưng mà nó có cái thai đóng ở đó, thì có thể mình không nhìn thấy cái tai vòi nhưng mà mình sẽ nhìn thấy được cái thai, cái khối giống cái thai. Cho nên là chẩn đoán, có thể chẩn đoán theo dõi thang ngoài tử cung được. Về buồng trứng á thì siêu âm nó có thể chẩn đoán được các cái u neo buồng trứng cơ năng, hoặc có thể chẩn đoán được cái khối u đặc buồng trứng. Và cái u buồng trứng á thì đối với những cái u mà có hình dáng giống u cơ năng á thì cũng không kết luận u cơ năng được. Muốn biết nó u cơ năng hay không á là cũng phải đợi khoảng 3 tháng sau đi siêu âm lại để coi á, cái u này nó còn hay nó mất. Ví dụ như là cái u neo cơ năng á, 3 tháng sau siêu âm lại thì nó mất. Còn nếu mà 3 tháng sau siêu âm lại thì nó vẫn còn á thì nó là u thực thể. Thì đối với những cái hình dạng, những cái u mà nó có cái hình thể giống như là u cơ năng á thì phải làm như vậy. Còn đối với những cái u thực thể thì những cái u nào mà nó có hình dáng giống u cơ năng thì cũng phải làm vậy luôn để coi nó phải u cơ năng hay không. Còn những cái u á mà nó có những cái đặc điểm riêng biệt trên siêu âm, ví dụ như là u lạc nội mạc tử cung hay là u bì á, là siêu âm nó rất là rõ ràng. U lạc nội mạc tử cung ví dụ như siêu âm nó sẽ thấy hình kính mờ, còn u bì á thì siêu âm nó sẽ có những cái chỗ nó cản âm thì nó rõ ràng rồi, thì mình có thể mình chẩn đoán ngay nó là u thực thể được. Còn cái khối u đặc á thì mình siêu âm mình thấy nó là khối u đặc, và u đặc á thì lúc nào mình cũng phải làm những cái phương tiện cao cấp hơn để coi phải ung thư hay không. Tại vì á, là u nang ấy thường lành tính, thường là lành tính, vẫn có khả năng tính nhưng mà khả năng nó thấp thôi. Nhưng mà u đặc á thì khả năng tính nó cao. Cho nên nếu là u đặc á thì hoặc là mình phải siêu âm một cái kỹ thuật cao cấp hơn, gọi là siêu âm IOTA ha. Cái này thì khi nào lên đi năm thì chắc có lẽ các em sẽ được học kỹ hơn. Hoặc là mình sẽ đem đi chụp MRI để coi cái hình thể nó cho nó rõ ràng, coi phải nghi ngờ ung thư hay không. Siêu âm trong thang có nguyệt 1, tức là 3 tháng đầu thai kỳ, thì vai trò là để xác định có thai hay không, xác định số lượng thai, có phải đa thai hay không, phôi, có phôi chưa, rồi coi có phải là sảy thai hay không, có xuất huyết cạnh túi thai hay không. Tức là xuất huyết cạnh túi thai hay người ta còn gọi là tụ dịch dưới màng đệm á, là nó là cái dấu hiệu của động thai, động thai hoặc là dạ sảy thai, thì để mình sẽ có những cái biện pháp mình xử trí phù hợp. Đối với tam có nguyệt 2, tam nguyệt 3, tức là 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ á, thì siêu âm nó giúp xác định ngôi thai, giới tính, giúp xác định giới tính, nhưng mà bác sĩ thì lại không được nói cho bệnh nhân biết giới tính. Rồi, nó giúp đánh giá về sự phát triển của thai nhi. Ví dụ như là để mình xác định là em bé này phát triển nó có phù hợp hay không, em bé này nó có bị chậm tăng trưởng trong tử cung hay không. Giúp xác định các dị tật thai nhi thì thường thời điểm rõ ràng nhất để mà xác định dị tật em bé là khoảng 18 đến 22 tuần. Khi mà em bé nhỏ quá thì cũng không xác định dị tật được. Mà em bé nó lớn quá thì các cái phần thai nó sẽ che lẫn nhau và mình cũng không có xác định dị tật được. Giúp xác định có bất thường về nước ối hay không, có nhiều ối quá hay là ít ối quá, và dị rốn với nhau như thế nào. Đây là cái dị tật ha. Cái dị tật này là holoprosencephaly. Thì đây là một trường hợp mà mình
sanh ra mà mình không có chẩn đoán hình ảnh tốt, tức là mình không có khảo sát dị tật em bé trong thời kỳ tốt, nên là để sanh ra em bé dị tật nha. Dị tật này thì hai mắt nó sẽ gần nhau, dị tật càng nặng thì hai hốc mắt càng gần nhau và nó sẽ hợp lại thành một con mắt. À, đây là thắt huyệt rốn, thì cái này cũng có thể chẩn đoán được trên siêu âm luôn. Và do em bé này còn bị sứt môi nữa ha, sứt môi và thắt huyệt rốn đều chẩn đoán được trên siêu âm hết, siêu âm hình thái vào lúc khoảng 18 đến 22 tuần đều có thể thấy được hết. Và X quang để chụp buồng tử cung, vòi trứng hay còn gọi là HSG, thì đây là cái biện pháp mà hiện dùng ở đa số các bệnh viện, tức là cái hai oxy ấy, nó cao cấp cho nên là thường người ta không triển khai được, người ta chuyển qua là làm các HSG, tức là cái X quang chụp buồng tử cung vòi trứng ha. Thì người ta sẽ chụp các HSG này trong trường hợp đó là các cặp vợ chồng vô sinh, phải khảo sát cái vòi trứng, coi vòi trứng nó có tắc ở đâu hay không, có nghẽn ở đâu hay không, có ứ dịch hay không, thì ta sẽ chụp cái này và kiểm tra cái cấu trúc giải phẫu của tử cung trước khi thực hiện ống nghiệm, để coi cái buồng tử cung có phù hợp mang thai hay không. Có những cái tử cung á, cái buồng nó bị nhi hóa tới nhỏ xíu lại, hoặc là cái hình dạng nó không phù hợp để mang thai, thì trong những trường hợp này á, nếu mà cái tử cung không phù hợp để mang thai thì có thể là sẽ không có làm thụ tinh trong nghiệm cho cái người vợ đó được, mà phải làm cái biện pháp đó là mang thai hộ. Đánh giá các dị tật bẩm sinh của tử cung vòi trứng nha. Trong cái suất tử cung hoặc là sảy thai liên tiếp á, thì người ta cũng chỉ định chụp cái HSG này để coi trong cái buồng tử cung có gì lạ hay không ha, hoặc là có cái nguyên nhân nào trong đó làm cho cái việc đầu thai nó khó khăn và làm sảy thai liên tiếp hay không. Về mặt kỹ thuật á, HSG nó được chỉ định sau khi sạch kinh từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 12. Mình sẽ đặt cái ống Foley, Foley 6 vào trong cái cổ tử cung qua cái mô vịt và bơm bóng lên cho nó không tuột. Rồi sau đó mình sẽ bơm cái chất cận quang xuyên qua cái Foley này vào trong buồng tử cung và mình sẽ dùng cái màn chiếu X quang. Màn chiếu X quang á là người ta sẽ chiếu cái tia liên tục á, để mình coi cái sự di chuyển của cái vật chất cận quang này trong cái buồng tử cung ra hai vòi trứng và vào ở bụng. Kỹ thuật nó như thế này ha. Đây, người ta sẽ đặt cái ống Foley ha, đặt cái ống Foley vào đây. Xong rồi sẽ bơm cái bóng này lên. Bơm cái bóng lên để cho nó không tuột ha. Khi mình kéo xuống nó không tuột và cái bóng này bơm lên nó sẽ khích. Nó khích lại, nó không cho cái chất cản quang đi ngược ra ngoài. Cái ống Foley này nó sẽ có hai cái lỗ vào, một cái lỗ là để bơm cái bóng, một cái lỗ là khi bơm nó sẽ vào thẳng ở trong cái này, trong cái buồng tử cung. Thì mình sau khi bơm bóng rồi á, mình sẽ bơm cái chất cản quang vào trong cái lỗ còn lại để chất cản quang nó vào thẳng trong buồng tử cung này và nó chạy ra hai vòi trứng ha. Song song với đó mình sẽ chiếu cái tử cung này dưới phía để mình coi cái sự di chuyển của cái chất cản quang này, và khi nó vào đến chỗ bụng á thì tức là cái vòi trứng này nó thông, thì mình không có chiếu nữa. Còn nếu mà bơm hoài mà không thông á thì tức là vòi trứng nó tắc và có thể cần phải mổ nội soi để khảo sát lại cái vòi trứng này và coi tái tạo cái vòi trứng này lại được hay không đối với những cặp vợ chồng vô sinh. Đây là hình ảnh của một cái HSG. Thì đây á, là cái buồng tử cung nè, buồng tử cung mà đây ra hai vòi trứng. Để hai vòi trứng và mình thấy là hai cái vòi trứng này á là nó được chiếu liên tục với lại dưới tia X á, thì chiếu đến khi nào thấy cái vật chất cản quang này nó vào bụng ha, thấy nó vào bụng nè thì coi như là hai vòi trứng này thông và mình ngừng cái biện pháp mẹ đây. Biến chứng của chụp các cái xe thì có là đau nè, do co thắt, biến chứng nhiễm trùng dưới 3% mà thấp thôi. Và thường là gặp trên những cái sản phụ mà có những cái nhiễm trùng nền, hoặc là có ứ dịch vòi trứng, hoặc là có viêm phụ, dị ứng với chất cận quang, hiếm thôi. Và
Một cái mà ta lo sợ là nhiễm sản buồng trứng. Biện pháp hai coxy thì nó sẽ dùng cái chất cản âm cho nên nó không có bị nhiễm sạ. Và trong những cái trường hợp mà tắc ống dẫn trứng á và cái vô sinh, ví dụ như đây ha, mình thấy đây là cái vòi trứng nè, vòi trứng nè, và nó bị tắc lại bởi những cái di dính, thì những di dính này chủ yếu là do nhiễm chlamydia, cho nên ta mới nói là nhiễm trùng đường sinh dục. À, đặc biệt là vi trùng chậu á, là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh á. À, thì nhiễm con chlamydia nó làm tắc cái vòi trứng ở đây, thì khi đó mình bơm á mình sẽ thấy cái chất cản quang nó không qua được cái chỗ đó. À, và trong HIV mình cũng sẽ phát hiện được các cái dị tật bất thường bẩm sinh của tử cung. Ví dụ như là đây tử cung bình thường nè ha. Nè, cái tử cung mà nó bị thiểu sản nè, lòng tử cung nó hẹp như chữ T đó, này tử cung một sừng. À, này là cái tử cung đôi. À, này tử cung hai sừng. Này là tử cung có vách ngăn. À, vân vân. Này là cái tử cung mà nó phơi nhiễm với lại cái dietilstilbestrol, cái DES, một cái thuốc mà sản phụ dùng trong thai kỳ á. Thì khi đẻ em bé ra, em bé mà bé gái á, thì nó sẽ có cái tử cung mà bị dị dạng như vậy. Vâng vâng, thì cái này á, đều có thể chẩn đoán được qua cái chụp X-ray hết. Rồi, cái vai trò thứ hai của X-quang á, ngoài cái X-ray ra thì là người ta hay dùng để chụp quá kích chậu. Thì quá kích chậu là một cái phương pháp chụp cái khung chậu để coi á, là đối với sản phụ có khung chậu như vậy á, thì có thể sanh con qua ngã âm đạo được không. Thì chỉ định đối với những sản phụ mà có thai lần đầu mà thấp lùn, ví dụ như là dưới 1,5 m chẳng hạn, những sản phụ mà có tiền căn bệnh lý cuộc sống khớp háng hoặc là gãy xương chậu, và những sản phụ mà khám thấy khung chậu hẹp trên lâm sàng không biết có hẹp thì hay không, thì sẽ được chụp chụp qua cái chậu. Ha, trong chỉ định thì ta sẽ không chụp qua cái chậu đối với những thai kỳ quá nhỏ, những thai kỳ mà trong thai quý đầu tiên á dưới 3 tháng thì mình không chụp, mà mình thường chỉ chụp vào những tháng cuối thai kỳ thôi, là để cho là song song với cái việc mình chụp qua cái chậu ở những tháng cuối á, thì mình khảo sát cái cân nặng của em bé qua siêu âm hoặc qua khám bụng để mình coi em bé có bự hay không. Tại vì đôi khi á, mình chụp cái qua cái chậu mình thấy khung chậu này giới hạn, nhưng mà em bé quá nhỏ thì vẫn có thể sang nhãn đạo được. À, chứ không phải là giới hạn là bắt buộc là phải mổ. Đây là cái đường kính trung bình của các cái eo trên, eo giữa, eo dưới của một khung chậu. Thì đây là đường kính bình thường nha. Thì khi mà đường kính trước sau của eo trên á, nó từ 9,5 đến 10, hoặc là đường kính ngang của eo giữa nó từ 9 đến 9,5, thì mình coi đây là khung chậu giới hạn. Và nếu mà đường kính của nó mà nó dưới cái khung chậu giới hạn nữa thì mình coi là khung chậu hẹp. Về MRI, vai trò của MRI thì mình có thể dùng MRI để xác định các bệnh lý buồng trứng như là u buồng trứng, là ung thư buồng trứng ha. Mình có thể xác định các bệnh lý tử cung, thì có bệnh lý lành tính như là u xơ tử cung, lạc tuyến cơ tử cung hay gọi là lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung á, hoặc là các bệnh lý ác tính như là ung thư nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung. Về MRI nó giúp mình coi được cái mức độ xâm lấn của những cái ung thư này. À, ví dụ như là trong những ung thư nội mạc tử cung, là ung thư cổ tử cung á, mình chụp MRI lên mình biết là nó đi xa đến đâu và mình có thể phân giai đoạn được. Nó là công cụ cần thiết để đánh giá nguồn gốc của các khối u vùng chậu. Nó giúp xác định cái đặc điểm của khối u, đánh giá sự xâm lấn của khối u. Nó có độ phân giải cao và an toàn. À, an toàn là thường là MRI mình chụp trong những cái trường hợp mà xác định bệnh lý của tử cung, của buồng trứng. Thì lúc này là bệnh nhân không có thai, không có thai thì tia MRI nó tương đối an toàn với người. Rồi, chẩn đoán hình ảnh á, thì nó giúp ích rất nhiều trong việc phát hiện những bệnh lý sản phụ khoa. Trong đó đặc biệt là siêu âm là được coi như là con mắt thứ ba của người bác sĩ sản phụ khoa. Thì kỹ thuật này nó không gây nhiễm xạ, dễ thực hiện, rẻ tiền và không gây đau đớn cho bệnh nhân. Tuy nhiên á, mình cần phải lưu ý á, là chẩn đoán hình ảnh nó chỉ là cái bóng của sự thật. À, cái bóng của sự thật, do đó
là phải luôn được lý giải trong bối cảnh bình cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Khi mà đọc một cái hình chẩn đoán ảnh thì luôn phải đặt trên một cái bối cảnh lâm sàng cụ thể của một bệnh nhân cụ thể. À, bài tới đây là hết. Bài này anh có lấy nguồn từ thầy Nguyễn Quý Khoáng và thầy Nguyễn Quang Trọng ha, để soạn bài. Rồi, buổi học hôm nay tới đây là kết thúc.